thương hiệu gốm sứ Tâm Linh Na Son đã có một vị thế nhất định trong ngành mỹ nghệ gốm ở Việt Nam. Bởi các sản phẩm của gốm sứ Na Son được nung đốt ở nhiệt độ cao trên 1.300 độ C và kết tinh chủ yếu 70-80% là ngọc thạch anh nên có màu sáng và trong suốt, tới mức nếu đem soi đèn bên trong, sự xuyên sáng rất rõ rệt. Theo kinh nghiệm dân gian, nguyên liệu này tự điều hòa nhiệt độ, phong thủy, đồng thời loại trừ bệnh tật và ô nhiễm thực phẩm, tự cân bằng năng lượng, tích hợp âm dương để sự an lạc đến được với tất cả mọi người và mọi nhà. Người tạo ra những sản phẩm của gốm sứ Tâm Linh Na Son là thạc sĩ Lê Duy Hảo, người con được sinh ra lớn lên trên đất tổ Vua Hùng. Những sản phẩm của gốm sứ Tâm Linh Na Son đã thuyết phục được các nhà khoa học và nhiều chuyên gia đầu ngành của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội trong cuộc tọa đàm ngày 13 tháng 1 năm 2014 về công nghệ và sản phẩm của gốm sứ Na Son. Các ý kiến đều nhất trí đánh giá cao chất lượng của sản phẩm này. Một điều đặc biệt hơn nữa là gốm sứ Tâm Linh đã vượt ra khỏi những kiểm định và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới và Dubai để góp mặt trong hội chợ triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ tại Dubai, Ả Rập Xê Út. Điều đó đã khẳng định gốm sứ Na Son đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Sứ Na Son đã được lựa chọn là một trong những sản phẩm đạt tiêu chuẩn để trưng bày tại hội chợ tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống 2014. Thế cái sản phẩm của gốm sứ Na Son đó nó đặc biệt hơn là các gốm sứ khác. Cho nên là bát đũa ăn uống rồi là các cốc chén để chúng ta dùng thì nó sạch, nó không có chất độc nào đó, bất cứ một cái pha tạp nào khác. Và trên bàn thờ các cái thứ đó nó có năng lượng thì từ khác nó cân bằng. Nó cân bằng năng lượng ở trong gia đình. Hiện nay gốm sứ Tâm Linh Na Son đã cho ra mắt các dòng sản phẩm: bộ bát đĩa sứ cao cấp, ấm chén cao cấp, tượng pháp. Dòng gốm sứ Tâm Linh gồm các bộ thờ cúng bằng bạch kim, ngọc kim, tràng kim. Đây đều là những bộ thờ cúng tâm linh giúp người thờ cúng có thể quan hệ với các tầng mức cao hơn mà chính họ chưa biết, để an lạc có thể đến được với tất cả mọi người và mọi nhà. Người sáng tạo ra sản phẩm đã dụng công thông qua cách sắp đặt vườn cảnh trong nhà, ban thờ, tìm hiểu học thuyết năng lượng, thuyết nhân quả. Điểm độc đáo là tất cả các sản phẩm này không chỉ là gốm sứ bình thường, mà chúng đều được an bố ấn pháp, góp sự an lành đến đại chúng, làm cho vạn sự tùy nhân duyên mà khởi sinh. Những tinh hoa có trong sản phẩm của Na Son kết tinh trong một là cầu nối tâm linh vô cùng giá trị. Tâm linh tế thế, gốm sứ bình an. Na Son luôn mong muốn mang lại bình an và hạnh phúc cho mọi gia đình. Như mọi người Việt trên thế gian này đều hướng về cội nguồn đất tổ Vua Hùng.